cái luộc này chút nữa dạ em vô thì vô dạ cho rồi nó chị chạy đầu. dạ rồi các em cũng cảm ơn chị Thôi gái ha. tính tiền Dạ thôi chị về đi, để em tính cho. Dạ. Dạ rồi thì bây giờ mình có một chị gái đến đây cũng là bên khán giả bên kênh của Huy Đăng, thì bây giờ là để mình đưa chị ra xe thì chị về. Rồi chị về, chị rồi cũng đừng có buồn gì hết chị ha. Kệ nó đi. Dạ rồi có gì. Dạ. Rồi chị chạy xe từ từ ha. Rồi có gì em sẽ gọi hỏi cho chị báo sau ha. Dạ. Bây giờ là ông nói á, là cái mái tóc đó là mẹ nó nuôi nó từ bé tới giờ nuôi tóc. Trời ơi, để cái mái tóc vậy mà. Có tuần mới gọi một lần ha, nó sắn nó khô lại luôn vậy nè. Mái tóc máu quá. Hồi nãy chạy riết mới ra đó. Đúng rồi. Nó bớt vô chạy riết mới ra. Tính là xong rồi đó, là tắm rồi cho nó sạch sẽ luôn đó. Mà chưa tắm nó là ông tắm mình rồi. Ừ, ông tắm. Ông tắm được, nhạc sau lưng luôn nè. Thì em là cái nhiều nè. Bây giờ chị muốn mua xà bông gội đầu rồi cho nó, khăn rồi cho nó đó. Ông Trình nghỉ mười mấy năm nay bây giờ mới đi cắt tóc ở. Nói chung là mọi người ai người ta cũng thương bé thôi, chứ cũng hai vợ chồng mình nó thì bây giờ không thể nào chấp nhận được. Hôm hôm nay là tụi em mà lên cái clip này một cái là bắt đầu người ta kiếm ông hả? Nói chung là chính quyền á, theo như chị nghĩ là chính quyền á là người ta để yên đó là bởi vì ông cũng gây hại gì cho ai. Nhưng mà họ bỏ quên con bé. Con bé này phải tách ra khỏi hai người. Đúng này rồi. Không thể để như vậy được. Nói chung là nhiều người ta cũng nói vậy đó. Người ta cũng nói là phải can thiệp vào để cho con bé nó đi học, để nó phát triển nữa. Chứ nó sống vậy sao được. Con bé này á, nó phải nó tự kỷ luôn mà. Phải được chăm sóc là cái con người của nó hỏng luôn nào đó. Hoặc là một cái gia đình nào đó nhận nuôi, chứ không có thể mà để sống chung với hai người này. Cái cách sống đâu có bình thường đâu, cái kiểu mà giống như cái thời ăn lông ở rổ đó. Thời đại này mình sống ăn lông ở lỗ sao được. Chị thấy bé mới có 5 tuổi mà ông nói nó học cấp 4, cấp 8 rồi đó. Cỡ đó đó vậy sao? Nói cho đi học đi, ông nói nó học tới cấp 4, cấp 8 rồi. Ổng là hoàng thượng đế mà. Tào lao. Ổng là hoàng thượng đế mà. Tào lao bác xế ổng. Tào lao chế không. Hỏi hỏi ổng tu cái đạo nào thành Phật, cái đạo nằm có thành Phật không? Đạo làm biết. Ổng là đạo ù. Đạo lười á, ổng là đạo lười. Ăn cũng nằm vậy đó. Lao, ăn nằm luôn, uống cũng nằm luôn. Nãy tiểu á là banh cái tô ra. Tè trong cái tô xong rồi hất ra ngoài. Rồi lấy cái tô đó ăn luôn. Chắc vậy á. Cái tô ăn gì đó. Cái tô trong đó là vậy không á? Sống ở thời đầu đá đó. Thời đầu đá không có hóa chất. Sống được. Rồi. Nhưng mà cái thời này á là có hóa chất. Cái thời này là sống trên sống chung với lại hóa chất, sống chung với lại tăng trưởng, sống chung với thực phẩm bẩn. Mà sống vậy đâu được, sống vậy là hợp lý rồi. Còn cái thời đồ đá nó không có thực phẩm bẩn, nó không có hóa chất. Nói chung là bây giờ là mọi người ta đều vô người ta bình luận á, người ta bảo là hãy can thiệp vô để tách con bé này ra. Tách nó ra để cho nó đi học. Nó một cái môi trường sống nó phải phát triển, chứ bây giờ nó sống với hai người này thì người nó đâu còn thành người nữa đâu. Vài năm nữa nó đâu còn thành người nữa đâu. Đúng không? Thì vài năm nữa nó còn nhân hơn nữa là con bé này là nó sẽ chuyển sang là coi như là dạng là tâm thần phân liệt á, nó sẽ đúng sống rồi. Trong một cái thế giới ảo của nó, tại vì ổng tự tạo ra đúng mà rồi. Bả còn bị bả người lớn và bả còn bị mẹ, thì một cái đứa trẻ là não của nó non nớt thì làm sao mà nó vượt qua được. Cái cách sống này là cái cách sống là người lớn chứ sống chung ảnh còn bị thế không. Mà cái bà này bả cái kiểu một chị nghĩ một ha là bà bị tâm thần, hai là bà ổng cho bà uống cái thuốc mà hướng thần hay là cái gì đó mà có đó, có người vô nói với em vậy đó, nói là bà nào bà bị bùa hướng thần gì đó, không phải bùa, thuốc bình thường thôi, thuốc á. Uống nhiều quá rồi nó nhiều quá rồi nó thần kinh luôn á, tại vì quá liều á. Nhưng mà thấy là như là ông này ổng điều khiển bà này như sao, giống như là ổng nói cái gì là bà nghe cái nấy, là ổng bà nói tiếng gì vậy?
Trời ơi, không có ai mà biết luôn á chị. Không ai biết tiếng gì luôn á. Tiếng gì luôn á. Nam mình đã hiểu rồi. Dịch. Không biết bà nói là bà có hiểu không, mà hiểu bà nói gì không nữa chứ đừng đi. Nam cũng không phải học tiếng. Nhưng mà bà là bà là người mình ở đây mà, chứ phải là người nước nào đâu mà. Sao bà ca tiếng Việt được mà. Ca tiếng Việt. Bà người lấy nhiều mà không biết. Ngày hôm qua, ngày hôm kia công an vô bà nói tiếng Việt rồi mà. Gặp công an không nói tiếng Việt mới lạ đó. Công an vô đây mấy người nè. Gặp công an vô mà cái kiểu mà nói tiếng Thiên là tán cho mấy cái quay một không. Cứu cái mấy thằng công an vô mà cái thuốc nhức đầu á, nguyên dĩ mà uống hết nguyên dĩ luôn, hỏi tiếp xúc với thằng ông nội này nhức đầu quá, uống hết nguyên dĩ luôn. Nhức đầu uống hết nguyên dĩ hả? Sao không thằng gì? Ông ý là mấy anh đó là nói chuyện với ổng mà đau đầu quá đi qua đây xin thuốc uống. Thuốc uống. Sợ ổng. Công an người ta trường lớp đào tạo thần kinh thép ra là mấy anh nó giỡn vậy á. Ba là ông không có phạm tội thôi, ông không có phạm tội thôi. Thì pháp luật mà cái gì mà phạm tội thì người ta mới xử lý, chứ còn không phải là. Nhưng mà bây giờ là người ta quan tâm là cái vấn đề con bé này thôi, chứ còn hai vợ chồng ổng thì sống sao kệ chứ. Tại vì chị nghĩ là ổng không cho đi, ổng không cho chở con bé đi. Dạ. Thì chị biết làm á, chị cắt lên, chị cắt cho nó để cho ổng chịu á. Hồi sáng này chị nhắn tin cho cái em kia, cái em hỏi ổng đi nha, ổng chịu chị lên. Thì bà ổng chịu rồi đó chứ, ổng chịu rồi, ổng chịu rồi mới kêu chị lên đó. Không có con, không phải lúc nào cũng vậy đâu. Thích thì vui vẻ mà không thích là bắt đầu là không ổn luôn. Người ta cho ổng mà ổng làm chịu, giống như là ổng ban phát cho mà. Mình tới mình xin đóng. Bữa bên kia mang tới 1 triệu cho kêu tôi mày dục mà, tôi mày dục ngoài đó đi. Thích thì tôi lấy, còn không thích thì lấy cho. Cái gì là kêu dục ngoài đó. Kêu dục ngoài đi. Hôm nay đừng mua gì. Đừng có mua thật thà gì, đừng mua gì hết. Vậy là tội cho con bé. Ổng không ăn, bé nó cũng không có ăn luôn, bỏ đói lắm. Bé ăn. Mua sữa. Bà mua đem vô nhiêu là ổng bà ăn á. Sáng em mua xôi bánh mì rồi vô, bé không có ăn đâu. Ổng bà ổng ăn hết rồi cho bé. Nãy vô là đang ăn bánh mì với sữa với pate. Kiểu mình thấy tội nghiệp á, sáng vô là mua cho nó nhưng mà nó có ăn đâu. Thịt từ đâu này nó ăn. Bây giờ là nói tội nghiệp con bé nhưng mà thật sự là con bé nó không ăn uống gì. Nó ốm nhách dinh dưỡng nó ốm nhách, nó nhôm da với xương không. Kiểu như là nó bỏ ăn biết là nó cũng quen. Mẹ em hỏi chị là con mình là mới lớn đúng không? Là phải ăn đầy đủ chất đúng không? Cơm một ngày cũng phải 2 bữa, nhưng con bé này có khi cả tuần không biết hộp cơm ra sao. Có cơm đâu. Hồi đó giờ cũng định đó em. Bây giờ tụi em còn em tiếp và tiếp xúc hàng ngày dạ. Là tụi em làm cái đơn gửi ra ngoài nhờ chính quyền là phải xử lý cái tình huống là con bé này nó phát triển chết. Hồi mạnh thường quân người ta cũng đồng ý, người ta giúp mà. Dạ, đúng nếu rồi. Như mà không thì đương giờ cũng không phúc lợi thì nó còn đầy đủ hơn. Yeah. Tối thiểu là nó còn ăn 1 ngày 3 bữa, nó còn được học cái chữ, nó được cai nát chứ nó còn cái đó mà nhốt về sao được. Biết chơi với bạn bè à. Thì em trong cái nhóm YouTube này thì em làm một chung đi, thì em ký tên chung vô, bây giờ tiếp xúc hàng ngày rồi với lại gia đình, với lại hai vợ chồng ổng với lại cái em bé này, tôi không thể chấp nhận mà một đứa trẻ mà sống chung với hai người bệnh hoạn như vậy được. Bằng chứng là con nhỏ không được ăn, không được tắm, không được gọi, không được đi học, không được tiếp xúc với lại thế giới bên ngoài, thì làm sao mà nó phát triển bình thường được? Chừng 2 năm nữa thôi là con bé này bị thần kinh. Vậy theo chị á, chị như nãy giờ chị đến đây á, thì chị theo chị cảm nhận thực tế á, thì chị thấy anh em YouTube có lợi có quậy phá ổng không, hay là ổng tự anh em muốn giúp đỡ cho ổng không vậy? Chị nhìn thấy á, là từ lâu á, là ổng quậy tụi em thì có. Nói chung là nhờ có tụi em á, thì mới có người đến cho đồ ăn,
Dạ. Mà trên bình luận của tụi em á nói là tụi em tới là phá làng phá xóm, mà tụi em đến là để muốn cái điều tốt cho bé thôi. Đó. Bây giờ không có tụi em phá làng phá xóm. Nếu mà theo cái suy nghĩ của tụi em thì em cảm thấy em biết thì tụi em làm một cái thơ không phải là để làm cái gì động, mà để dành cái quyền lợi cho đứa trẻ, dành cái quyền lợi cho em bé. Bây giờ là tụi em quay ở đây được bao lâu? Em quay đây được bao lâu thì tụi em kiến nghị một cái lá đơn đó. Còn không á, tụi em gửi xuống cái chỗ trung tâm quyền lợi trẻ em đi. Dạ. Tỉnh Bình Dương mình có. Dạ. Gửi một cái lá đơn xuống với kêu cứu. Ở đây có một đứa trẻ đang trong tình trạng sắp bị thần kinh. Cũng có nhiều người vô bình luận cũng nói giống như chị gì đó, mà giống như là người ta bảo là bây giờ phải can thiệp, là phải tách con bé này ra. Thì bây giờ tụi em là những nhân chứng sống hàng ngày, tụi em tiếp xúc hàng ngày nè, hai vợ chồng đó là tiếp xúc với tụi em. Nhưng mà cũng có người ta nói là con của người ta đúng, để người ta lo. Cái đó là khách quan. Theo như chị nhìn đến đây, chị nhìn thấy là đến cái mái tóc mà không cho cắt nữa thì lo cái kiểu gì. Ôi, móng tay đen thui chưa, móng tay dài mà đen thui vậy đó, móng chân móng tay nó ghê lắm. Bây giờ không có cho đụng tới tóc ha. Rồi hôm qua là em qua là em dụ nó nghe kêu cầm lược ra đó, em cãi em cục được cho nó đó. Sáng sớm ăn ngủ mì đó, thấy vậy. Ừ. Để 2-3 ngày mà em là buổi sáng và buổi sáng thích ăn táo đỏ là em cũng mua 20.000 táo đỏ cho bé ăn. Là cứ ăn táo đỏ không? Ăn bơm á hả? Dạ bơm táo, dạ. Chị ghé chị mua lo với lại táo đó. Cái đó là một hồi nó vô mình gần coi như là bé ăn hay là ổ bá ăn. Để ngoài á. Tại nho rồi không để ngoài hết à. Chứ xíu nữa. Thiếu ra lấy ăn giờ. Ừ, không có ai là lấy sắp à. Về đi. Thiếu ra lấy ăn giờ. Tao mà không thương con bé đó, tao sắp về đến chợ đó là trời. Cho ăn. Đang bỏ miếng kiều. Chị nghĩ ổng có khùng tiền không phải tặng không? Chả khùng thì cũng có. Nhưng mà cái bà đó là cái kiểu là bà bị loạn trí rồi. Bà đó là hút quá liều á. Dạ. Thuốc lú hả? Thuốc nó hút không đó. Như thuốc đó là sao, chị uống một lần hay là ta uống hoài? Mấy cái người mà người ta đi đường gạt á. Dạ. Người ta đi đường gạt mà ta dỗ dai rồi đó. Dạ. Nó thật ra nó nói thuốc hút thần chứ nó cũng là một cái những gì thôi miên của nó không phải là buồn ngãi gì đâu. Dạ. Của y tế rồi. Dạ. Y học y khoa đồng thôi. Dạ. Mà cái đó là nó giống như kiểu ảo tưởng hả chị ha? Người ta lừa đồ đó, dạ. Người ta dỗ 7-7 cái thuốc đó đó, dạ. Mình cái kiểu là mình bị mất đi cái quyền kiểm soát của thần kinh, dạ. Là cái người khác nói gì là mình sẽ nghe đó, dạ. Hồi đó chị ở chợ có một nhỏ bạn chị là nó bị cái đó, nó đang đi xe đạp đó, mà hai thằng kè theo là dỗ dai, dỗ mấy cái nha. Nói chuyện chứ không dỗ nha, nói yeah. Chuyện như là cô dạng như là nhỏ này đi xe đạp đúng không? Dạ. Yeah. Cô gái, hai thằng này bỏ ở khu vườn thì thực sự đến cô gái, biết là cô gái. Nói chuyện qua lại thôi, nó dắt đi xuống cái bàn thờ giữa. Nhỏ đeo bộ dòng xi men, cái chở xuống chợ Bình Dương mua kềm, mua đồ mà là cắt sạch luôn. Dạ. Yeah. Bông tai gì. Rồi xong rồi không biết là đi đâu đó, tới chiều. Tới xế về đi thẳng vô phòng ngủ, ngủ chiều dậy mới biết mình mất đồ, khóc quá trời. Chị chứng kiến là bà này chứng kiến cái hồi đó, dạ. Nhưng mà kiểu như sử dụng nhiều quá nên giờ bả loạn thần kinh, bả loạn, dạ. Hồi đó giờ chắc có thể là bả sống trong cái thế giới ảo, dạ. Có thể bả nghĩ là cái chòi đó đang là một cái cung điện hay là một cái, dạ. Cái lâu đài rồi hả chị ha? Dạ. Chắc là trong mắt của bà là nhìn thấy vậy đúng không rồi, nha. Nhìn thấy vậy nên bà là ra ngoài lúc nào thấy không? Đẹp sang trọng không? Yêu cầu bà mà đẹp sang trọng chứ không có tắm. Là bà đẹp lắm. Tụi em là tỳ nữ rồi, người hầu rồi. Dạ dạ đúng rồi. Bà là đang sống trong thế giới quan tưởng á. À. Quan tưởng như bà. Đó. Bà là xuất hiện là bà còn đẹp lắm. Một bữa lăn bộ á chị. Bữa lăn bộ đó, bà đó. Bộ là mà đặc biệt là thay đồ mà không có tắm. Bà phải không tắm luôn. Ôi, không 5 tắm. Ngày mà từng lễ mới tắm lần đó chị. Từng lễ mới tắm á. Thì em nghĩ đi,
chỉ có người bình thường người ta mới vậy thôi, chứ người bình thường ai chịu được vậy. Người phụ nữ bình thường dù ở dơ cỡ nào đi nữa, anh là sáng anh đang quay đó, bà sắp sắp lại gần anh hôn muốn chết luôn, không lẽ giờ anh bỏ máy anh chạy. Hồi sáng em đang quay đó, bà sắp 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 lại em không hết trình giờ chắc tới em đó hay sao mà bà sắp lại gần một cái anh hôi chịu không nổi luôn. Vì chứ anh nghĩ đàn bà gì mà năm bảy bữa mấy tám lần thì sao mà trời. Cái chuồng đó là chắc muốn dữ lắm. Trời ơi. Em nói chị ha, nước đái nước tiểu á, tiểu tại chỗ luôn. Còn đi ị á, ấy phân cột bọc nhục mà kia. Tụi em chứng kiến thấy luôn nè. Hỏi chị sống vậy phải là bà phụ nữ còn sống mà được nghĩ nữa. Sao năm bảy ngày mới tắm lần chị nghĩ đi, trọng tải ông ra ông làm quá cái con bé nó sợ chứ sợ là ổng yêu cầu ha, tụi em kêu ca là nó liếc có ổng ra không, còn không có nó mới dám ca, còn có ổng ca nó không ca, không nói chuyện luôn, không nói chuyện luôn. Hồi nãy nói chị nói tắm tôi nói đó, nó bỏ tắm ghê luôn, nói cái gì nó nghe đó nói cái gì nha, xin gái trắng nước da trắng. Bữa giờ quay cũng được nửa tháng chứ dịch hài nào mà anh em kêu nó đi ngay, nó đi hồi sáng này là tiệm có sự tin cậy cho nên là nó mới dám nhưng mà ở dặm kia là mâu nó không dám ra gặp ai luôn, trốn ở bà ngoại nó đâu mà nó còn sống nữa, ngoài nó lên ở trên trời nó cũng tiêm nhiễm luôn rồi. À, hồi sáng tụi em hỏi con Thái đi chơi không, không đi chơi không, đi chơi đâu không, đi chơi trên trời bé nó còn chơi trên trời á, giờ cái gì cũng trên trời nữa. Dạ ông này là bên gì đó, cái hội Chúa Trời gì đó, bên Chúa Trời à? Ừ, cái đó người ta bài trừ dữ lắm, giờ nghĩ tới cái đầu tóc của nó cắt mới có ở sao còn hai bên cái mang tay chưa cắt, nghĩ khó chịu trong lòng ghê luôn á. Nãy ông nói là ông nuôi tóc dài, nói mẹ nuôi cái gì mà nuôi, cái đó giờ mình vô mình tỉa bớt thôi cho nó gọn gàng chân đất mà để tóc phụ xuống tổ chim mà bé đó giờ theo em nó tại vì bây giờ có năm bảy bữa cái tóc nó gọn gàng em nghĩ là tóc nó chỉ cái mặt bây giờ nãy chị cắt vậy đó, đấy. Chị hồi nãy là chị không dám cắt ngắn đó nha, dạ. cắt ngắn là ông còn điên lên dữ, dạ. Tại vì sợ cắt ngắn quá là ông không chịu. Dạ, ông sẽ nhìn nhìn ra có sự thay đổi. Hồi nãy cắt tới đây nè, dạ. Tới đây của nó nè, như là bỏ cái đuôi đi cho nó, dạ. Khỏe, dạ. Cắt cái tóc đó nó mới lớn nổi, dạ. Con nít mà cái tóc đó tóc nó không lớn nổi đâu. Dạ. Cái máy của nó tính cắt gì nè, cắt bông bê gì nè, cắt ngang gì nè, cho nó được có quét qua đường chọc vô mắt nữa. Dạ. Thì ổng không cho biết sao giờ trời. Dạ, cứ nằm nữa trong đó ăn, cứ dưng tới miệng đó ăn. Đừng dưng gì nữa hết á. Tụi em giờ ngưng mua đồ cho bé không? Ổng mua nó còn ổng muốn đi xin cho ổng đi xin kệ ổng. Ừ. Ổng xin được thì để ổng xin. Em ăn thịt quân đó, đem bò, đem heo, đem trâu đó cho ổng ăn. Đem chi vậy? Tại vì chị em đã đến đây là chị xác định là chị vì con bé chị đến chứ chị không phải vì hai người đó, cho nên là chị mua đồ là mua dành riêng cho bé không à, nhưng mà ổng bạn ăn nữa trời ơi, chị mua chứ giờ bé nó ăn nhiêu, ổng ăn không à, ổng ăn không à, em mua xôi cái này đó, bé nó ăn cái nào đâu, ăn đâu, ổng lôi vô phòng cũng ăn không, thấy bả không nằm biết ăn biết là mắc, đem vô trong giường nó hai bà ăn cái lượng bé thì chơi ngoài. Ông nội này ông ở đâu? Góc ông ở đâu? Ở Tây Ninh đó chị. Ủa góc ông ở Cần Thơ. Cần Thơ rồi ông nói ba hồi Củ Chi, ba hồi Tây Ninh, không biết ông ở đâu luôn. Có thể ông quên luôn góc ông á. Dạ. Ông đi biết ông gì hành biết. Ông thường Ngọc Hoàng Thượng Đế mà. Ông gì hành biết ông quên ông ở đâu luôn mà nghe cái chuyện đầu đầu. Nghe tiếng với bà hàng xóm vậy trời. Ai? Bà hàng xóm nhiều chuyện. Ừ. Nên là chị cũng lặn lội đường xá xa xôi đến đây để cắt tóc cho bé và làm móng. Ở giờ ổng vậy thì tiếng sau giờ tụi em cũng là giúp hết cắt rồi. Cái xà bông á, em đưa cho nó đó. Yeah. Tụi em nói nó với lại cái khăn á, tụi em nói nó là kêu ba tắm cho con
Cái phòng là đánh răng cũng không đánh luôn mà có mặt. Hồi nãy là chị định mua kem đánh răng với lại bàn chải đó, bàn chải nhỏ chứ kem đánh răng á. Cái đó là nếu mà ổng mà dễ á, là tụi em á là sẽ đến đây chăm sóc cho bé hàng ngày luôn. Mà ổng đi khùng khùng tới vậy gần thu dạy bé là tụi em cũng không có làm gì được luôn. Mà tụi con mua cái giấy vệ sinh để đi đại tiện lâu cũng không muốn, không xài mấy nước xong rồi bỏ vô cái bịch em đi dùng. Hiểu ăn hai nổi lộn. Sống rất là lợp vậy luôn quý vị nha. Ở trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đất này là đất đất của ta chị. Dạ, nhưng mà tụi em cũng không biết chủ đất là ai. Để trống vậy rồi chắc dạ, cũng được. Dạ. Hồi lúc trước là không có cái chòi đó đâu. Chỉ là chỉ có mấy cái túng ở đây thôi. Rồi cái chòi đó là như là bà con á người ta gom lại cây lá rồi người ta che lên đó. Cái lúc trước là không có cái chòi đó. Dạ. Vậy vậy. Đất có hàng rào vô đang qua đất. Dạ. Trong khi chủ cái đất chòi đó là chòi đó chắc ổng dựng lên đó. Dạ không có những bà con ở đây á chị. Ta dựng lên. Dạ dạ dựng lên. Dạ. Hôm nay chị đến đây cũng là đi cái một cái khoảng đường cũng khá là dài để đến để giúp cho bé, để cho bé có cái mái tóc cho nó gọn gàng lên với móng tay móng chân đồ sạch sẽ. Mà cuối cùng là cái ước nguyện của chị là không thành công rồi. Mới có nửa cái đầu là xong rồi. Nãy mang tay nhanh cắt từ móng tay cũng chưa. Bây giờ là dễ gì ổng cho đụng vô. Nãy cắt nhanh tay chút thì chắc được. Ok. Tại vì trong cái tóc nó rối quá. Mà đâu có nghĩ là ổng vậy đâu. Tại vì hồi lúc sáng là đã nói rồi. Dạ. Nói là ổng cho rồi mới đi dạ. Chứ. Thì đó em hồi sáng em tức quá không chịu quay lại cái clip nó hồi giờ á là có một cái chị đó đến để cắt tóc làm móng cho bé, anh chịu không? Nếu mà cắt ở trong đó thì được chứ không ra đây. Cô gọi được là em ấy nhắn tin chị hỏi em sao đó là em trả lời chị là chị cứ xuống đi, là ông đồng ý rồi. Lại tính ổng lúc này lúc kia vậy đó, chút xíu là vô cái hết trơn vui vẻ chút là quạo. Wow. Là quạo, như nắng mưa thất thường á. Vô thăm trực không vui chứ. Nắng không mưa mà. Bình thường á, vô nó là thường vậy đó. Mà còn cắt tóc là chị chắc không cho. Giờ mà còn hai cái mang tay thì chắc ông để luôn vậy cho nhỏ luôn. Đó. Kêu lấy kéo cắt thôi vậy. Hả? Ông kêu lấy kéo cắt thôi vậy. Kéo cắt hả? Vậy sao ông không để mình cắt? Nhưng mà ông lấy đồ cắt con tay ông cắt cho nó rồi. Mãi em kêu thấy. Tại ông chú này hâm nè. Dạ. Yeah. Ông chú này hâm nè. Nên là ông cũng ốm, ngán ông chú này nên ông. Thôi giờ ông vậy thì biết sao giờ. Dạ. Yeah. Mình có lòng nhưng mà con thì con của ông. Dạ mà ông không hợp tác thì mình chịu thôi sao giờ. Nhưng mà nếu tụi em thật sự tụi em như con bé là tụi em YouTube nè. Dạ. Làm một cái đơn kiến nghị, cái này chị nói thiệt á. Dạ dạ. Làm một cái đơn kiến nghị. Rồi xong rồi từng người ký tên vô gửi xuống cái tỉnh với quyền lợi cho em. Dạ. Chỗ mà hội phụ nữ trẻ em. Dạ. Để lấy cái quyền lợi cho con bé, không để nó điên á. Dạ. Để chừng vài năm nữa là con bé này là nó không thể thoát ra được cái thế giới đó đâu. Dạ. Bây giờ nó nói chuyện là nó nói trên trời không biết. Sao mày lớn lên cũng như ổng. Đó. Nó chừng tại vì cái tuổi nó là rất là dễ thay đổi, ví dụ dạ. Như mà nó tách ra cỡ chừng vài tháng thôi. Dạ. Vô trường. Dạ. Có bạn bè rồi chị. Dạ. Thì nó sẽ cảm nhận ra là lâu nay là dạ. Như vậy là sai, là nó phải dạ. Bắt chước cho mấy bạn nhỏ. Dạ. Nếu như mà như vậy, nếu như tại vì không ai lên tiếng, dạ. Không ai nói thì bên phúc lợi ấy, dạ. bên bảo vệ quyền lợi của trẻ em ấy, người ta dạ. Cũng đâu biết cái hoàn cảnh này đâu. Dạ. Thì nếu như mà có người lên tiếng, người ta sẽ biết à ở chỗ đó có một em bé dạ. Đang cần phải được giúp đỡ, dạ. Là người ta sẽ làm việc với lại cái cơ quan chức năng của sở tại này, dạ. Để mà tạo cái áp lực để mà rút em bé đó ra. Dạ. Và nhân chứng sống rồi tụi em nhờ dạ. Bằng những cái YouTube tụi em quay nè. Dạ. Cái cảnh ổng bả sinh hoạt nè, rồi em dạ. Bé đó ăn dạ. Uống sao nè. Dạ. Bằng chứng là nó ở trên tất cả các cái YouTube tụi em quay hết rồi đó dạ. Chứ đâu.
nhưng mà phải có người lên tiếng nói. Dạ, và tụi em tiếp xúc hàng ngày mới biết thật sự, và tụi em thực sự muốn giúp cho em bé, tụi em thương em bé muốn giúp cho em bé, chỉ có cách đó thôi. Dạ. Còn nếu mà cứ khách quan mà để như vậy á thì đứa nhỏ này giống như là cái kiểu mà mai một rồi nó cũng sẽ giống như cha mẹ. Dạ. Có nhiều người thì người ta nghĩ là người ta nghĩ con người ta muốn làm gì là người ta không nhìn thấy thực tế. Hậu quả sau này thì mẹ phát triển lớn hơn nữa. Như chị từ nãy tới giờ thôi mà chị rất là khó. Dạ. Mình thấy là không có tiếp xúc mà mình nậu mà thấy trên mạng là như là chị đến thực tế thì thấy gì đó. Là rất là xót xa, như là cả bản đúng thân rồi. Tụi em đây nè, tụi em thấy trời bé như thí dụ chị biết không, tụi em á buổi chiều về thấy ba mẹ chở con cái đi chơi, mình lại đây mình gặp bé Vi, ba mẹ cứ tối ngày nằm trong đó rồi con buồn ra ngoài rừng chơi một mình vậy đó chị, mũi mọc rồi xót cực kỳ xót luôn. Mình á, ngoài cái giờ học ra cũng phải tạo cho nó một cái không gian để cho nó đi ra ngoài nó nhìn ngó. Dạ. cái quan cảnh sống ở bên ngoài nè, rồi cho nó đi những cái chỗ mà dành cho con nít nữa. Dạ. Khu vui chơi sợ rồi nó chị học, ha. Nó dạ. Áp lực á, những dạ. Bị nhốt như vậy rồi cái đứa trẻ nó tội chết, nó không dạ. Có được hưởng cái quyền trẻ em á. Dạ. Ổng bả tước đi cái quyền trẻ em của nó đó. Dạ. Ổng đang tước đi cái quyền trẻ em của nó, bả thì giờ bả dạng là bả hết biết gì rồi. Dạ. Nó lơ nó ngáo. Cái cặp mắt của bà nó bị lạc thần, dạ, nó không đúng. Có hồn. Dạ. Còn đừng quan tâm những người trên mạng người ta nói. Dạ. Người ta nói là người ta không làm được cái gì. Dạ. Người ta nói theo khách quan. Người ta nói theo khách quan, còn tụi em nếu mà lương tâm tụi em cảm thấy là như vậy là sai, như vậy là tội cho đứa nhỏ, tương lai của nó sẽ đi về đâu là tụi yeah. Em cứu nó được. Yeah. Em tiếp xúc với nó, với ổng bả mấy tháng rồi thì cái đó yeah. Là nhân chứng sống thôi chứ còn gì nữa. Cảm ơn chị nha. Thôi chị cũng đi về đây. Dạ rồi, chị đi về chơi nếu chiếc. nếu như mà vài ngày nữa nó mỏng có đổ lắm. Dạ dạ rồi em mang cái điện cho chị. Thì em chị cũng kiên nhẫn. Dạ. Để coi sao. Dạ. Từ từ á chị sẽ mua một số tập đồ cho nó tập viết hay gì. Dạ. Rồi tụi em dạy cho nó viết. Dạ. Tập để tập luyện chữ, viết chữ ABC số dạ. Rồi đó. Dạ. Nó thay vì nó phải ngồi đó thì nó có cái để mà nó viết, nó học thì cũng hay. Dạ. Dạ rồi nhưng mà dạ. Rồi chị về đi, để vừa đó đi. Em tính tiền cho. Cái luộc này chút nữa. Dạ. Vô dạ đó, chị. Dạ. Rồi các em cũng cảm ơn chị gái ha. Tính tiền. Dạ chị về đi. Để em tính cho. Dạ. Dạ rồi thì bây giờ mình có một chị gái đến đây cũng là bên khán giả bên kênh của Huy Đăng, thì bây giờ là để mình đưa chị ra xe cho chị về. Rồi chị về, chị cũng đừng có buồn gì hết chị ha. Kệ nó đi. Dạ rồi có gì. Dạ. Rồi chị chạy xe từ từ ha. Rồi có gì em sẽ gọi điện thoại cho chị báo sao ha. Dạ.